quỳ gà đấy. Quỳ gà hoa này rất đẹp lắm. Hoa nó màu vừa trắng vừa hồng. Đây là một cái bộ chi điều của em. Chi điều của em cho một tủ quạt luôn. Cái quả này thì nó hút ẩm rất tốt các bạn, nhìn nó sơ sơ này nhưng mà ở mức cao là khi điệp này nó đỡ mất nước. Kinh nghiệm về trồng lan này không có nhiều lắm, mình chỉ đi lấy trong rừng rồi mình ghép vào đó. Khoảng 100 tưới nước đó thôi. Đây là bụi đái châu đó, đặc điểm đái châu gọi là đặc điểm, nó hơi gọi là đái châu.